sau phiên bản truyền hình từng rất thành công. Lần đầu tiên bộ truyện dài nhiều tập Kính Vạn Hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh. Tác phẩm sẽ do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện. Kính Vạn Hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên 1990-2000. Bộ truyện gồm 54 tập truyện xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm 3 nhân vật: Quý Ròm, thần đồng các môn toán, lý và hóa của trường Tự Do; Tiểu Long, nam sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, tính hào hiệp; Hạnh, bộ óc điện tử của nhóm ham đọc sách, tính dịu dàng kiên nhẫn. Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai trong vai Quý Ròm, Anh Đào trong vai Hạnh và Vũ Long trong vai Tiểu Long trở thành những gương mặt được yêu thích. Sách Nguyễn Nhật Ánh từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo Trắng Sân Trường được ra mắt do Lê Dân đạo diễn dựa trên truyện Nữ Sinh. Phim điện ảnh Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh do Victor Vũ đạo diễn ra rạp vào năm 2015. Tác phẩm Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Ngày xưa có một chuyện tình do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện, dự kiến ra mắt vào năm nay.